tôi và có tiền đưa lên hết. Máy của anh sao mà quay được hoài rồi không em? Máy gì Mỹ giờ anh đầy quá luôn rồi. Còn ma đó hả? Đầy này kia nhiều lắm. Xó này bớt giờ phải xó. Giờ sợ bớt hết trơn. Thôi tôi ghét xài cái gì mà cứ nói lên gì ghét à. Bấm vô cái mà không được. Thì đây nè, ông nhắn lên. Nói gì đây, anh chạy xe nhắn nhắn để nói cà hăng tải nghe quá giờ. Ngay cái nào nó cũng tải chứ. Tải thì nhóc giờ quảng cáo không à, giờ game nó lên nó quảng cáo. Còn chút cái vừa à, có game là có quảng cáo đầy nhóc mà. Đúng rồi, có game là có quảng cáo, giờ tải trong tình hình không vậy vậy. Quảng cáo ghê. Quảng cáo ghê. Nhân hả? Nó chơi 3 cái. Chắc tường á, câu nó đỉ. Ghét một chữ. Máy nào nó mua về nó tải. Mắc lên là có mặt nó hả? Gì mà mặt